bạn, chào mừng các bạn đã đến với VV Channel. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời, đó chính là An. What? Gì? Ngắn gọn vậy? Đó chính là Bảo. An. Bóng An là sao? Đến đây nha. Đến đây chúng tôi đã đi về nhà rồi. Nhưng chúng tôi không về nhà bởi vì sao? Vì chúng tôi có tóc đẹp nè, có trang phục đẹp nè, có con mắt đẹp nè. Vậy nên chúng tôi sẽ đi quay. Thật ra là bây giờ tụi mình đã quay xong rồi nên là mồ hôi hơi nhễ nhại. Nhưng không sao, chúng mình sẽ đăng lên cho các bạn cùng nhau xem coi video clip nó như thế nào nhé. Ok, mấy mẹ có quay behind the scene nữa để tụi mình sẽ ghép vào cho các bạn cùng xem nha. Quay 8.000 lần mới được một clip đó các bạn ơi. Thật ra là các mẹ không có quay lại hu hu. Như đây là thành quả. Và đó là cái sự bất ổn của chiếc clip đó. Nhưng mà cũng ok ha. Có một số cái mistake nhưng mà it's okay, that's a beautiful mistake, right? Còn bây giờ còn bây giờ các bạn đừng quên nhấn like, share, comment và subscribe cho mình thật là nhiều nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn có muốn bạn An hay là bạn hay gọi là bạn Bóng trở lại và có nhiều clip nhảy hơn nữa thì các bạn đừng quên comment hoặc là like cho mình thật là nhiều nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.